Lào sẽ tăng cường quảng bá cho chiến dịch Người Lào, Du lịch Lào để vực dậy ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính phủ Lào đang nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, nếu tình hình dịch Covid-19 tại nước này tiếp tục xu hướng giảm tích cực, bộ này sẽ đưa ra các sáng kiến vừa nhằm thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không làm gia tăng số ca mắc mới. Lào đang đặt mục tiêu thu hút hơn 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước và tạo ra doanh thu hơn 271 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Trong một diễn biến liên quan, cuối tuần qua, Bộ Y tế Lào đã phát đi cảnh báo yêu cầu các nhân viên y tế trên cả nước cảnh giác với biến thể Omicron sau khi ba công dân Lào trở về từ Thái Lan bị phát hiện nhiễm biến thể này. Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù đến nay nước này vẫn chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron nào trong cộng đồng, nhưng cũng đã phát hiện 25 ca nhập cảnh.